Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 232 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói về 6 đạo thần thông mà đạo vương đã đưa cho Giang Nam. Giang Nam chỉ có thể tìm hiểu nhưng không cách nào thúc giục. Muốn thôi phát uy năng 6 đạo thần thông này, chỉ sợ hắn còn cần đối mặt công kích như của Thiên Mẫu Thánh Hậu mới có thể kích hoạt 6 đạo thần thông này phản kích. Mà bây giờ Giang Nam căn bản không đi thúc giục thần thông ở phía trước, mà là một trường hướng đạo thần thông này đập đi. Đạo thần thông này bị trường lực của hắn áp bách như trước, không chút nào uy năng tách ra được, nhưng lại bị trường lực của hắn nâng lên, hướng lên sắc lệnh của Thiên Ý Lão Tổ lưu lại mà bay tới. Quang Vũ Kỷ Kiếp đã đến rồi. Kiếm vân trên sắc lệnh cảm ứng được ngoại vật tiếp cận, ba đạo kiếm khí phóng lên trời, Thiên Ý ba kiếm chém liên tục cắt về phía đạo vương lưu lại đạo thần thông kia. Ba kiếm này sáng lạn vô cùng, quả thực như là Thiên Ý Lão Tổ đích thân tới. Tế lên ba thanh Thiên Ý Chu Tiên Kiếm, tự mình thi triển ba đạo kiếm pháp này. Đạo vương thần thông rút cục bị ba đạo kiếm khí này kích phát, chủ động cùng Thiên Ý ba kiếm đối kháng. Lúc đại thần thông này bộc phát ra, làm cho người ta có cảm giác phảng phất như là đột nhiên xuất hiện một tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất, có một loại đại khí bá tuyệt chư thiên, tiếu ngạo cổ kim, bao trùm ở phía trên chư thiên, bao trùm ở phía trên chư đế. Hắn là đế hoàng hùng cứ thế gian, là thời đại cổ xưa đản sinh ra thần linh cường đại nhất. Đây là một loại thần thông to lớn, cao ngạo hạng gì đây? Đại đạo của hắn là hoàng đạo tinh thuần nhất. Hắn hoàn mỹ vô khuyết điểm, tụ tập chư thiên vạn giới, đại đạo nguyên vẹn cho một thân. Hắn còn đại biểu cho thiên đạo nguyên vẹn, là người phát ngôn cho ý chí của chư thiên vạn giới, thiên đạo cổ xưa. Mặc dù là Thiên Ý ba kiếm, ở dưới uy năng của hoàng đạo đại thần thông của hắn cũng giống như tuyết tan rã. Thậm chí, Giang Nam cảm giác được loại thần thông này chuyên môn nhằm vào bổ thiên thần nhân. Bổ thiên thần nhân có được chiến lực trên đời vô địch, nhưng đạo vương thần thông lại hoàn toàn có thể khắc chế bổ thiên thần nhân, dùng bản thân hoàn mỹ áp chế đám thần nhân khác bất hoàn mỹ kia. Hắn có thể cảm giác được loại ý chí trong thần thông kia của đạo vương, đó là tự tin vô cùng mãnh liệt, tự tin ở trí tuệ, tự tin ở lực lượng của mình, tự tin mình có thể khống chế hết thảy. Đột nhiên bành bành bành, tiếng nổ mạnh truyền đến. Một Xâm La Ma Quân phân thân chưa đi vào biên giới tinh hạch liền bị Thiên Ý ba kiếm cùng đạo vương thần thông gạt bỏ, phân thân sụp đổ tan rã. Xâm La Ma Quân phân thân còn lại giật mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Cố uy năng này mặc dù là hắn cũng cảm giác được sợ hãi, trong thoáng chốc cho rằng đạo vương cùng Thiên Ý hai vị thần nhân chân thân hàng lâm ở nơi đây. Tinh hạch như trước đang phi hành bay về phía những chư hoàng chư đế phân thân như trước kia đang chém giết. Giang Nam tay cầm đỉnh trượng tản mát ra một cỗ chấn động. Bên trong đỉnh trượng, tiên đạo cùng hỗn độn tiên đạo nổ vang, đem uy năng của đạo vương thần thông cùng Thiên Ý ba kiếm ngăn cản ở bên ngoài. Hắn cất bước mà đi, đi vào mặt sắc lệnh thứ hai. Đạo vương thần thông thứ hai liền bay ra, ở dưới hắn áp bách, đạo vương thần thông thứ hai bay về phía mặt sắc lệnh này. Mặt sắc lệnh này là Huyền Hoàng Lão Tổ thiết hạ cấm chế. Bảng mặt hiện ra một đỉnh văn, hoa văn của chấn thiên đỉnh đỉnh văn càng ngày càng cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Có được tính công kích vô biên, hơn nữa lực phòng ngự cũng đạt tới độ cao làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá đến cùng vẫn là đạo vương thần thông càng tốt hơn, rốt cục đem chấn thiên đỉnh đỉnh văn đánh cho nát bấy. Giang Nam thẳng đường đi tới, sáu đạo vương thần thông liên tục phá vỡ Thiên Ý, Huyền Hoàng, Ứng Long, Thiên Đao, Cực Nhạc, Càn Khôn, sáu bộ thiên thần nhân thiết hạ sắc lệnh, rút cục sáu đạo thần thông cũng dùng hết. Hắn đi vào trước đạo sắc lệnh thứ bảy, mặt sắc lệnh này hiện ra hồ lô hoa văn, là Hồ Thiên Lão Tổ bố trí xuống phong cấm, mà bây giờ hắn đã không có đại thần thông cùng loại, đã không có thủ đoạn cường đại như đạo vương thần thông. Hắn liền không cách nào
phá vỡ ba đạo sắc lệnh đằng sau. Hồ Thiên lão sư, mượn sắc lệnh dùng một lát nào. Giang Nam cung kính hướng mặt sắc lệnh này thi lễ, lập tức dò xét thủ trưởng hướng mặt sắc lệnh này chụp tới. Mặt sắc lệnh uy năng vô hạn này không có tản mát ra bất luận chấn động, tựa như là hủy diệt gì, tùy ý cho hắn nắm trong tay. Giang Nam cầm mặt sắc lệnh này trong tay, đi về hướng Tạo Hóa lão tổ lưu lại phong cấm. Mau, mau ngăn hắn lại. Lan Lăng Thần Hoàng sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Giang Nam đánh tới mà quát lên. Mau, mau ngăn hắn lại, không thể để cho hắn phóng thích trái tim kia được. Lúc này đây, bọn người Sa La Ma Đế, Ly Sửu Ma Đế, Vô Ưu Ma Hoàng, Nguyên Ma Ma Đế ngay ngắn dứt bỏ đối thủ, các loại hoàng đạo cực binh hư ảnh được triệu hoán mà đến, một phát hướng Giang Nam oanh khứ. Sa La Kiếm, Vô Ưu Bát Thần Quốc, Vạn Thần Phong Xào, Minh Hải Ngọc Bình, Vạn Ngục Thiên Luân, Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô, Đế Cốt Kim Thuyền, 27 kiện hoàng đạo cực binh hư ảnh hiển hiện oanh hướng khỏa tinh hạch này. Mà giờ khắc này, hư không bị cắn nuốt, tinh không bị cắn nuốt, vô tận tinh không hướng bên trong những hoàng đạo cực binh này mà sụp đổ. Huyền Minh Nguyên Giới thoáng một cái liền rút nhỏ hơn một nửa. Xoẹt. Giang Nam vung vẩy Hồ Thiên Kim Bảng che ở trên Tạo Hóa sắc lệnh, hai mặt sắc lệnh bộc phát uy năng. Hồ Thiên lão tổ cùng Tạo Hóa lão tổ, hai vị chi giao hảo hữu này lúc trước chưa bao giờ có giao phong, nhưng giờ khắc này thần thông của bọn hắn va chạm, uy năng mênh mông trùng kích mọi nơi, thậm chí ngay cả hoàng đạo cực binh hư ảnh công kích cũng bị lưỡng đạo thần thông phá hủy, nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ. Duy nhất không có bị đánh nát chính là hoàng cực đạo chuông. Khẩu hoàng đạo cực binh này thực sự không phải là hư ảnh mà là thực chất. Hoàng cực đạo chuông chính thức chỉ là chủ nhân hoàng đạo cực chung Lư Sử Ma Đế đến, chỉ lại là phân thân, cũng không cách nào đem khẩu đạo chuông này thỏa thích phát huy ra uy năng được. Mau cùng một chỗ thúc giục hoàng cực đạo chuông nào. Lan Lăng Thần Hoàng quát lên, mấy ma đế ma hoàng quyết định thật nhanh. Ban đầu hoàng đạo từ trong cơ thể bọn họ bay ra, một phát dũng mãnh vào trong hoàng cực đạo chung, thậm chí ngay cả vô số địa ngục ma thần đại quân, kể cả tiên thể thiếu hư cũng đem đủ loại đại đạo trong cơ thể mình dũng mãnh tiến vào trong đạo chuông. Chấn động hủy thiên diệt địa chuyển đến hoàng cực đạo chung, cái khẩu hoàng đạo cực binh này bị thôi phát uy năng, chưa bạo phát đi ra, vô tận tinh không liền bị luyện hóa. Từng khỏa tinh cầu bị chấn nát, từng khỏa mặt trời dập tắt, sau đó bành bành nổ tung, hóa thành từng đạo hồng mông tử khí. Thể tích của Huyền Minh Nguyên Giới sâu sắc rút nhỏ lại, tinh cầu nguyên một đám biến mất không thấy đâu nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hồng mông tử khí dài hẹp phiêu đãng. Toàn bộ nguyên giới tinh không đã không có bất kỳ một nơi nào là nghi cư chi địa, bất luận phàm nhân tu sĩ gì ở lại tới đây đều bị hư không loạn lưu cắn nát, bị hồng mông tử khí đồng hóa. Tại đây tinh hà tam giã chỉ còn lại chung quanh khối hồng mông khí ở chấn thiên tinh vực, còn có một đoạn tinh hà cùng vài tòa đại lục thưa thất trôi nổi. Bất quá những tinh cầu cùng đại lục này cũng lâm vào bên trong hủy diệt, vô số ngọn núi lửa ở bên trong đại lục bộc phát ra, nước biển sôi trào, từng tòa núi lửa cực nóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, địa, thủy, phong, hỏa bắt đầu khởi động trên những tinh cầu cùng đại lục này. Khối hồng mông khí điên cuồng xoay tròn, hấp thu càng nhiều hồng mông tử khí bay tới, rơi vào bên trong khối không khí, khiến cho khối không khí này càng thêm lớn mạnh, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thậm chí ngay cả thần thi, ma thi trôi nổi ở trong hư không cũng bị hấp ra, dung nhập đến bên trong khối không khí. Đây là dấu hiệu diệt thế, toàn bộ Huyền Minh Nguyên Giới thậm chí có xu thế quay về hỗn độn, hóa thành hồng mông. Đoàng! Hoàng cực đạo chung vô cùng quảng đại, chung khẩu ức vạn dặm xa, đột nhiên chấn nổ, uy năng hạo hạo đãng đãng lao xuống, phóng tới chủ tinh tinh hạch. Hoàng đạo cực binh hoàn toàn phóng thích uy năng, hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Mà vào lúc này, Tạo Hóa sắc lệnh cùng Hồ Thiên sắc lệnh đồng thời nổ tung, cả hai tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Còn có một mặt sắc lệnh cuối cùng, Đạo Vương phong cấm. Hoàng đạo cực quy chưa rơi xuống, Giang Nam liền bị chấn đến thổ huyết, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ. Giang Nam giơ chân bước lên, hướng Đạo Vương sắc lệnh mà đi đến. Đột nhiên trái tim cổ tiên nằm sấp ở trên tinh hà kia chấn động. Một tiếng trống vang lên, vô số tiên đạo cùng hồng mông phủ văn sáng lên. Cùng lúc đó, chân đỉnh trong tay Giang Nam cũng sáng lên,
tiên đạo cùng Hồng Mông đại đạo đồng thời thúc dục, tiên uy vô biên trùng thiên, nguyên giới khắp nơi đều là tiên âm. Đón lấy, một mạch máu to lớn xoé lên đỉnh trượng, từ trong tay Giang Nam đem đỉnh trượng này đoạt đi, nghênh tiếp Hoàng đạo cực trung. Đỉnh trượng càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng lay động, liền hóa thành ước vạn dặm, hung hăng đập vào phía trên Hoàng cực đạo trung. Cạch! Hoàng cực đạo trung bị đỉnh trượng nện dẹp một khối, đạo chuông chấn động, uy năng khủng bố, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vô số thần ma bành bành nổ tung, huyết vụ tràn ngập nguyên giới. Chỗ cỗ uy năng này trùng kích, thậm chí ngay cả đoạn tinh hà cùng đại lục cuối cùng kia của nguyên giới cũng nhao nhao hủy diệt, hóa thành Hồng Mông tử khí, nguyên giới hoàn toàn bị phá hủy. Hơn 20 ma hoàng, ma đế phân thân bị chấn thổ huyết. Hoàng tổ, thánh hoàng, trường nhạc, vị ương, thiên phương, bá phủ, các loại thần đế phân thân cũng bị chấn đến trọng thương. Dưới chứng bọn hắn cơ hồ tất cả thần ma bị chấn nát, khắp nơi đều là đại đạo đạo tắc nghiền nát cùng mảnh vỡ huyết nhục thần ma. Bọn người tiên thể thiếu hư hủy diệt ma tôn, nguyên chỉ ma tôn cùng đại anh thần chủ cũng cơ hồ lọt vào đả kích tựa như hủy diệt. Bất quá, một thân ảnh to lớn cao ngạo đột nhiên hiện ra ở trước mặt bọn hắn, vì bọn hắn ngăn lại một cỗ trùng kích hủy thiên diệt địa này. Thần hoàng, ngươi khi nào chứng đạo thành đế rồi vậy? Bọn người thiếu hư nhìn xem thân ảnh này kinh nghi bất định. Loại trùng kích tựa như hủy thiên diệt địa này, mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cương giả phân thân cũng không chịu nổi, bị chấn thổ huyết, mà thần hoàng lại đem cỗ trùng kích này ngăn lại. Chỉ có ma đế chính thức mới có thể đỡ nổi trùng kích bậc này, bảo vệ bọn hắn. Bất quá, chứng đạo thành đế khiến cho động tĩnh thật lớn, vạn đạo triều bái, trung đúc đế thân. Nếu Lan Lăng thần hoàng chứng đế, nhất định sẽ náo đến thiên hạ đều nghe thấy. Thế nhưng trong địa ngục vạn giới gần đây, ở bên trong người chứng đế lại không có bóng dáng thần hoàng, chỉ có hậu thổ phảng các loại tân tấn ma đế. Lan Lăng thần hoàng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào bên trên trái tim cổ tiên nhảy động kia, chỉ thấy trên trái tim còn có một mặt sắc lệnh chưa từng bị hủy diệt, trầm giọng nói: "Trái tim cổ tiên xuất thế, đừng nói các ngươi căn bản không cách nào sinh tồn, mà ngay cả những ma hoàng, ma đế, thần đế phân thân này hết thấy đều phải hủy diệt ở chỗ này. Ta tiến các người ly khai." Hắn vung tay áo một cuốn, mở ra một lối đi, đem bọn người thiếu hư tống xuất. Phân thân bọn người trường nhạc như đế, ý đồ đánh xuyên qua hư không, ly khai khỏi nơi đây. Bất quá, những thần đế này hoảng sợ phát hiện, bọn hắn căn bản không cách nào mở ra khỏi hư không của huyền minh nguyên giới. Lúc này, hư không của huyền minh nguyên giới cùng lúc trước rất là bất đồng. Nguyên giới đại đạo đã sụp đổ tan rã, chỉ còn lại có hỗn độn khởi động. Tại đây, đại đạo cũng trở về hỗn độn, chỉ còn lại có Hồng Mông đại đạo, thời không trở nên vô cùng vững vàng. Trường nhạc nữ đế cùng các loại thần đế phân thân còn không có cường đại đến loại trình độ có thể phá hủy Hồng Mông không gian. Mà cũng vào lúc này, tại Hồng Hoang đại thế giới, Hồng Hoang Thánh Cung, Thiên Đao lão tổ vẻ mặt yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của ái thê, thanh âm ôn nhu nói: "Bích Khâm, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tạm thời không thể giúp ngươi." Ái thê của hắn giống như Sâm La Ma Đế, sinh ra vạn cánh tay, tay nắm vạn giới. Trong vạn giới, từng người có một vị tuyệt sắc giai nhân. "Ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Thanh âm của nàng kia không khỏi run lên nói: "Có nguy hiểm không?" "Chỉ là một chút chuyện nhỏ." Thiên Đao lão tổ trong mắt yêu thương thêm nữa mà cười nói: "Một chuyện nhỏ mà thôi. Người kia nói làm thành chuyện này, hắn sẽ không đến quấy rối chúng ta nữa. Rất nhanh ta sẽ trở về, hoàn thành chuyện này, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tương lai đại sự một khi thành, ta và ngươi phi tiên, chúng ta liền có thể tìm được nhi nữ, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt." "Thế nhưng ta cảm giác thấy có một chút hãi hùng cùng khiếp vía." Nữ tử xinh đẹp không gì sánh được kia trong nội tâm run lên, bắt lấy tay của hắn nói: "Chẳng lẽ không thể không đi sao?" Thiên Đao lão tổ nhẹ nhàng rút bàn tay của nàng ra. Bàn tay của hắn hơi có vẻ thô ráp, đó là quanh năm cầm đao mài ra vết chai. Hắn cười nói: "Con đường tu hành há có thể thuận buồm xuôi gió được đây. Nguy hiểm là nhất định phải có rồi. Bất quá ta cũng không phải là hư danh nói chơi. Ngay cả thiên đao là thiên đạo chí bảo,
ta cũng có thể trấn áp được. Còn có nguy hiểm gì, có thể làm gì được ta đấy? Ngươi an tâm chờ ta trở lại. Hắn quay người đi ra, đi vào ở chỗ sâu trong Hồng Hoang Thánh Cung, chỉ thấy hai phần thiên đao phiêu phủ ở trên một tòa tiết đàn, một ngụm là thiên đạo chí bảo do ngũ sắc kim thuần túy luyện chế mà thành, chất chứa thiên đạo mảnh vỡ. Thân đao che kín vết dạn, mà đổi thành một thanh thiên đao là hắn chứng đế chi bảo, sớm được hắn ân cần săn sóc thành hoàng đạo cực binh, tản mát ra uy năng không chút nào kém hơn thiên đạo chí bảo. Bất quá, thanh hoàng đạo cực binh này cũng hiện đầy vết dỉ pha tạp. Từ khi hắn có thê tử, đối với thê tử yêu còn hơn yêu đao, để cho đao của hắn cùng đạo của hắn đã có vết dỉ, đã có tỉ vết. Yêu đao, hôm nay theo ta đi ra ngoài. Thiên đao lão tổ gỡ xuống thiên đạo chí bảo của mình vác ở sau lưng, lập tức lấy tay đem một thanh thiên đao khác tháo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thân đao. Vết dỉ trên đao dần dần biến mất, ánh sáng như mới. Ta làm thành chuyện này, ngươi thật sự không hề có càng nhiều yêu cầu hay sao? Thiên đao lão tổ đột nhiên hướng về hư không hỏi. Trong hư không, một cái thanh âm phiêu hốt bất định vang lên, để cho người không biết thanh âm này là từ nơi nào phát ra, ha ha kể nói. Đạo hữu, ngươi không tin được ta sao? Lúc trước là ta chỉ điểm cho ngươi, đem Xâm La Ma Cực Chính Tiên Kinh truyền thụ cho ngươi. Nếu ta đồ nghịch thủ đoạn, truyền thụ cho ngươi Ma Cực Chính Tiên Kinh không trọn vẹn, ái thể của ngươi sẽ sống đến bây giờ sao? Ngươi yên tâm. Một con mắt cực lớn xuất hiện ở bên trong Hồng Hoang Thánh Cung, xuất hiện ở trước mặt Thiên Đao lão tổ. Trong mắt sóng cả quay cuồng, một đầu ma quái to lớn không gì so sánh được, ở trong đó phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Con mắt ngưng mắt nhìn Thiên Đao lão tổ. Ma quái kia phát ra tiếng người, thanh âm như trước phiêu hốt bất định nói. Chỉ cần ngươi làm thỏa đáng cho ta chuyện này, ta và ngươi liền không tiếp tục liên quan. Ngươi cùng thê tử của ngươi cũng có thể sống yên bình. Đợi cho hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp, các ngươi liền có thể siêu thoát đi ra ngoài, phi tiên mà đi. Cái thanh âm kia cười đến rất vui sướng. Các ngươi hóa tiên phi thăng còn lo lắng không thể từ quỷ giới thu hồi chân linh bất diệt của nhi nữ ngươi sao? Không cách nào phục sinh bọn chúng được sao? Thiên đao lão tổ im lặng, đao trong tay cùng đao sau lưng nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên nói. Nếu ta vừa đi không quay trở lại, chết ở đó thì sao? Thê tử của ta làm sao bây giờ? Cái thanh âm kia trở nên ngưng trọng lên, trịnh trọng vạn phần nói. Người nếu là chết rồi, đối với ta cũng là công chi thần. Ta sẽ không để cho thê tử của công thần chết đâu. Người kia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trụ nàng, làm cho nàng sống sót, sống đến ngày phi tiên. Ta sẽ cho nàng trở thành tiên nhân, sau đó phục sinh ngươi cùng con gái của ngươi. Thiên đao lão tổ nhẹ nhàng thở ra, thân hình trở nên cao ngất, ánh mắt vô cùng kiên nghị, phảng phất lại nhớ tới thời đại say mê đao tâm, không có vật gì khác kia, cất bước đi ra ngoài, một bước tầm đó liền bước ra Hồng Hoang đại thế giới. Huyền Minh nguyên giới, hỗn độn hồng mông cũng biến thành một nồi cháo nóng. Hồng mông tử khí quay cuồng bắt đầu khởi động, vạn đạo tan vỡ, chỉ còn lại hồng mông đại đạo sôi trào. Sát! Lan lăng thần hoàng cùng rất nhiều ma hoàng ma đế phân thân quát lớn, lần nữa toàn lực thúc dục hoàng cực đạo chuông, đối chiến mạch máu cháy tim cổ tiên xoáy lên căn đỉnh trượng kia. Uy năng chân tiên đỉnh cũng triển khai toàn bộ, mặc dù là ba giọt máu tươi của Hổ Thiên lão tổ cũng không cách nào chấn áp chân đỉnh này. Thiên quang phi cầu giống như muốn đem thế giới lâm vào hỗn độn này khai mở, một lần nữa khai thiên tích địa. Cạch cạch cạch. Uy năng của hoàng đạo cực trung bị thôi phát đến mức tận cùng, nhưng vẫn là ở dưới uy năng của chân tiên đỉnh liên tiếp bại lui. Một cái là hoàng đạo cực binh, một cái là tiên khí nghiền nát, nhưng lại có chất lượng chênh lệch. Chỉ dựa vào bọn chúng, những ma hoàng ma đế phân thân này cùng tiên khí tàn phiến nghiền nát so sánh, vẫn là muốn thua kém hơn rất nhiều. Chư thiên vạn giới, mấy thần đế phải đối kháng hai đại chí bảo uy năng này, mấy thần đế phân thân bị oanh rách tung tóe, thánh hoàng thần đế trong miệng thổ huyết, nhìn về phía thiếu niên thư sinh trên trái tim kia lạnh lùng nói. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi phản bội chư thiên vạn giới, gọi đến quang vũ kỳ kiếp này, hãm vạn giới ta bên trong hạo kiếp, ắt gặp thiên khiến, chư thiên vạn giới cũng không để cho ngươi yên đâu. Thiên khiển sao? Giang Nam đứng ở trên trái tim cổ tiên
quay người hướng chư đế phân thân mà nhìn. Ở chung quanh hắn, một sợi mạch máu vô cùng thô to bay múa, cắn nát từng đợt rồi lại từng đợt hoàng đạo cực quy, đột nhiên cười nói: "Chư thiên vạn giới, thiên đạo mục nát rồi, bổ thiên thần nhân mục nát rồi, thiên đạo cùng thần nhân đều không dùng chúng sinh vi niệm, đều từng người mưu đồ, từng người mưu tính như thế nào lấy được lợi ích lớn nhất kìa. Thiên đạo này, thần nhân này còn có gì để dùng được đây? Thiên khiển sao? Thiên muốn khiển ta lại để cho hắn đến đi. Diệt không được ta, ta liền thay trời đổi đất kìa. Vì thiên địa này trọng lập thiên đạo, vì chúng sinh cầu một đường sinh cơ." Chư thiên vạn giới chư đế trong nội tâm hoảng sợ, thiên phương thần đế lạnh lùng nói: "Tả thiên thừa, người hãm nhập ma đạo rồi, thiên lý nan dung." Địa ngục vạn giới, ma đế ma hoàng cũng là trong nội tâm rung động. Ly sử ma đế quát lớn: "Ma đạo ư, nói láo, đánh rắm mà. Ma đạo ta không có đại nghịch bất đạo như vậy. Huyền thiên giáo chủ, người tùy ý làm bậy, ắt gặp thiên khiển." Giang Nam cười ha ha, mở ra hai tay: "Chư hoàng chư đế, miệng pháo vô dụng thôi, các ngươi cho ta thiên khiển đi." Chư hoàng chư đế hận đến ngứa răng ngứa lợi. Lại vào lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng đao sáng như tuyết từ trên trời bay tới, mở ra hỗn độn hồng mông, mở ra hoàng đạo cực quy, mở ra tiên quang tràn ngập tiên đạo. Một đao như thiên, muốn mở ra hết thảy trở ngại. Một thanh âm to mà cổ xưa vang lên ở trong huyền minh nguyên giới, hóa thành hỗn độn hồng mông, chấn động không ngớt: "Dẫn phát quang vũ kỳ kiếp, làm loạn chúng sinh, tả thuyết mê hoặc người khác kìa, thiên khiển của ngươi đến rồi." Một đao kia là kinh diễm bậc nào, khí phách bậc nào, chưa từng có từ trước đến nay. Tất cả đại đạo đều ở trong một đao, phảng phất tái hiện trận chiến 5.400 vạn năm trước đây. Một đao kinh diễm vũ trụ kia, cổ tiên khỉ gió kia, quản hắn là ma đầu cũng tốt, quản hắn là tiên nhân cũng vậy, tự ta áp đặt. Một đao kia bổ về phía trái tim tiên nhân, bổ về phía Giang Nam trên trái tim. Ánh đao đem hỗn độn chiếu sáng, đem hồng mông mà chiếu xuyên. Cái này là thiên đao lão tổ đao. Trên trái tim, một đạo mạch máu vừa thô vừa to đột nhiên chấn động, xoáy lên một mặt sắc lệnh cuối cùng chấn áp trái tim. Đạo vương sắc lệnh pang một tiếng nghênh tiếp thiên đao. Bên trong đạo vương sắc lệnh, uy năng trong nháy mắt liền bộc phát ra, chấn áp trái tim, thiên đao đánh rớt. Cỗ uy năng này phóng lên trời, chấn áp thiên đao đánh rớt. Pang pang pang. Trên trái tim, một mảnh mạch máu dài hẹp phóng lên trời. Đột nhiên, ối cha ô hay, xuyên thủng thân thể rất nhiều, thần đế ma đế phân thân, giống như nuốt trôi cầu vồng, mang tất cả tinh khí trong cơ thể những cường giả này, trên gương mặt bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn chưa kịp phản kháng, một thân tinh khí liền bị hấp thu không còn một mảnh, thân thể phân thân khô quắt, biến thành vô số cỗ thi thể. Khí huyết bên trong trái tim cổ tiên càng thêm tràn đầy, càng thêm bành trướng, vậy mà ẩn ẩn chống đỡ thiên đao cùng đạo vương sắc lệnh uy năng. Mà vào lúc này, chư hoàng còn xuất lại, ra sức thúc dục hoàng đạo cực chuông oanh xuống. Một mạch máu khác của trái tim cổ tiên xoắn lên chân tiên đỉnh nghênh tiếp. Cả hai bộc phát uy năng, đột nhiên lại có một đạo ánh đao chiếu rọi vũ trụ càn khôn, mang theo thiên uy từ trên không đánh xuống. So sánh với đệ nhất thiên đao, uy năng càng lớn hơn. Đây chính là hai phần thiên đao. Trên trái tim cổ tiên, rất nhiều mạch máu rậm rạp, chẳng chịt bay lên như là từng đạo tiên kiều ngang trời. Đối chiến với thanh thiên đao thứ hai, uy lực khó có thể tưởng tượng, mọi nơi bộc phát, thậm chí có từng sợi thiên đạo dư uy xuyên thấu từng đạo tiên kiều phong tỏa này, truyền lại đến bên trên trái tim cổ tiên, đục lỗ từng đợt tiên đạo phòng ngự nặng nề. Bành! Thân thể Giang Nam nổ tung, huyết vụ vẩy ra, một thân đại đạo bị đánh nát, hóa thành vô số đạo tắc, mảnh vỡ phiêu phù ở bên trong hỗn độn hồng mông. Sâm La Ma Quân phân thân nhìn thấy thế, đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến nỗi nước mắt giàn giụa, chỉ vào đạo tắc của Giang Nam nghiền nát cười nói: "Tiểu quý, người cuối cùng cũng bị thiên khiển rồi." Ma hoàng khắc nhẹ nhàng thở ra: "Yêu nghiệt này rốt cục gặp thiên khiển, không may rốt cục cũng chết rồi." Xoẹt, một huyết quản cổ tiên bay lên, ô hay một tiếng đâm thủng mi tâm Sâm La Ma Quân đại viên mãn, trong khoảnh khắc hấp hắn thành người khô. Thi rơi hồng mông, ngay cả thần tính cũng bị cắn nuốt. Lại có một căn cổ tiên huyết quản luân thành một cái vòng tròn lớn, đem huyết nhục bạo toái, cực
cùng đạo tắc mảnh vỡ của Giang Nam vây lại một chỗ, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy vô số đạo tắc mảnh vỡ bọc lấy huyết nhục hóa thành một cỗ nước lũ, cực nhanh mà đi, chui vào bên trong khối hồng mông khí của Huyền Minh Nguyên Giới. Thân hình to lớn cao ngạo của Thiên Đao Lão Tổ xuất hiện ở bên trong hỗn độn hồng mông, hai tay nắm một ngụm thiên đao, ánh mắt sắc bén vô cùng. Thiên đao hào quang diệu thế, mà ở đỉnh đầu của hắn còn có một thanh thiên đao khác lơ lửng, thiên uy vô hạn, cất bước liền hướng trái tim của tiên phóng tới. Lúc này một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, mang theo vô tận bi thương, ở bên tai Thiên Đao Lão Tổ vang lên. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Đạo hữu của ta, tại sao người tới là ngươi? Thân hình Thiên Đao Lão Tổ run lên, đột nhiên thu đao, ánh mắt như là hai thiên đao đâm thủng hư không, hướng thanh âm kia nhìn lại. Đạo vương, tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Thân hình đạo vương xuất hiện ở trong phiến trời đất thủy diệt này, quanh thân thần quang dung chuyển, lộ ra tướng mạo sẵn có của hắn. Hắn bí sắc ẩn sâu ở trong đôi mắt, trong mắt có huyết lệ chợt xuống, lướt qua khuôn mặt, hóa thành linh quang óng ánh màu đỏ như máu bay lên, lẩm bẩm nói: Tại sao phải bức ta đích thân giết đạo hữu cùng ta chung một chỗ sóng vai chiến đấu như vậy? Đây là vì cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hỗn độn nổ tung, thần quang nổ tung, tóc đen bay lên, tóc xanh như trụ, đâm thủng hỗn độn hồng mông, đi vào bên ngoài nguyên giới, đâm về phía bầu trời. Ở bên trong Huyền Minh nguyên giới, khắp nơi nổi lên huyết vụ, đó là đạo vương huyết lệ, nhuộm hồng cả hỗn độn, lấn nát hồng mông. Thiên đao, tại sao phải phản bội chúng ta, phản bội chư thiên vạn giới, phản bội đạo của ta và ngươi? Thiên đao lão tổ cười to, hai phần thiên đao chẳng chịt bốc lên, ra đón đạo vương, hai đại bổ thiên thần nhân rốt cục muốn sinh tử tương kiến. Đạo huynh, ta vì người yêu của ta. Hai phần thiên đao tách ra hào quang, không gì so sánh nổi, chiếu sáng vạn giới, chiếu sáng chư thiên, như là một mảnh đại màn màu bạc, từ từ rơi xuống. Đạo vương, xuất thủ. Đạo vương hỗn đản này, rõ ràng xuất thủ sao? Mà lúc này, bên ngoài Huyền Minh nguyên giới, một thần nhãn cực lớn hiển hiện, nhìn chằm chằm vào thân ảnh, chiến đấu trong nguyên giới. Ma quái trong mắt bốc lên, lộ ra nôn nóng bất an. Không ổn, không ổn rồi. Tên hỗn đản này ra tay mà nói, Thiên Đao đạo hữu nhất định sẽ chết thôi. Thiên Đao đạo hữu chết rồi, đạo vương tất nhiên sẽ đến tìm vợ của hắn. Ta cùng với Thiên Đao đạo hữu liên hệ nhiều năm như vậy, không thể nói trước sẽ bị hắn tìm ra dấu vết để lại, đem ta mà bắt được. Thần nhãn tầm mắt đó khép kín, lúc mở ra lần nữa liền đi vào Hồng Hoang đại thế giới, Hồng Hoang thánh cung. Ma quái trong mắt tự nhủ, không ổn. Ta đáp ứng qua hắn, phải bảo vệ vợ của hắn, không thể nuốt lời. Bất quá nói trở lại, ta lúc nào nói lời giữ lời đây? Thần nhãn hướng ở chỗ sâu trong thánh cung mà đi. Đợi đi vào tòa cung điện kia, ma quái trong mắt chứng kiến nữ tử dung nhan tuyệt thế kia xếp bằng mà ngồi ở trung ương cung điện, quanh thân tràn ngập tử khí. Quanh thân nàng, đại đạo sụp đổ tan rã, trong tay nguyên một đám giới vực sụp đổ, đã hóa thành tro bụi. Ma quái bên trong thần nhãn không khỏi ngẩn ngơ, không có động thủ. Hắn có phải là sắp chết rồi hay không? Nàng kia ngửa đầu nhìn về phía ma quái bên trong thần nhãn, trong mắt có nước mắt chảy xuống, lập tức bị phá diệt đại đạo bốc hơi, si ngốc nói: Hắn biết rõ hắn sắp chết rồi, cho nên mới nói với ta những lời kia. Hắn lo lắng ta sẽ nghĩ không ra, theo hắn cùng một chỗ mà đi. Ta đương nhiên sẽ nghĩ không ra rồi. Tuyệt sắc gia nhân trong mắt toát ra ý yêu thương nồng đậm, như nói mê, nói khẽ: Hắn chết, ta theo hắn cùng đi. Như vậy, người một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi. Rốt cuộc, không cần tách ra, không cần tách ra nữa rồi. Trong mắt tuyệt sắc gia nhân toát ra ước mơ, phảng phất chứng kiến người một nhà vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nhìn nữ cả sảnh đường, vô ưu vô lự, thanh âm của nàng dần dần thấp kém, rốt cục ngọc vẫn hương tiêu, hồn phách tán đi. Si nhân mà. Ma quái bên trong thần nhãn giật mình, thần nhãn dần dần khép kín, bên trong truyền đến một thanh âm sâu kín: Cũng là phàm nhân, khó thành tiên vị, tự vận cũng tốt thôi, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Hai bổ thiên thần nhân đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi là rộng hạng nào. Ở dưới cỗ công kích này đến, Huyền Minh nguyên giới đã phá thành mảnh nhỏ, thậm chí
Ngay cả tiên thiên thần ma lưng đeo huyền minh biên giới kia cũng lọt vào tổn thương thật lớn, bị hai tồn tại này đánh cho trọng thương. Tuy đầu thương hạc này bị tiên phủ chấn áp, thế nhưng như cũ là tồn tại gần tiên. Mặc dù hoàng đạo cực cảnh cương giả cũng không dám nói là đối thủ của nó, thế nhưng ở dưới hai bổ thiên thần nhân công kích dư âm, mặc dù là cổ xưa như nó, cường hoành như nó, cũng lọt vào trọng thương. Về phần những ma hoàng phân thân, thần đế phân thân kia sớm đã hủy diệt ở trong dư âm chiến đấu của hai thần nhân này. Huyền minh nguyên giới bị nghiền nát, chỉ có quả trái tim cổ tiên kia như trước nhảy động. Ngoại trừ trái tim cổ tiên ra là một ngụm chuông lớn, đó là hoàng đạo cực chung. Lan lăng thần hoàng bao phủ ở dưới chuông, thúc giục hoàng đạo cực binh này dốc sức liều mạng đối kháng hai đại thần nhân dư âm trùng kích. Hoàng cực đạo chung không ngừng bị dư âm trùng kích mà nổ mạnh, vách chuông bị lõm vào mấy chỗ, thậm chí che kín vết dạn. Trong địa ngục, chủ nhân của hoàng đạo cực chung, Ly Sửu Ma Hoàng đau lòng không thôi, muốn triệu hồi hoàng đạo cực binh của mình, lại sợ mình triệu hồi cái pháp bảo này sẽ liên lụy Lăng Lăng Thần Hoàn, làm hại Lăng Lăng Thần Hoàng chết ở phía dưới hai thần nhân công kích dư âm, để cho một phương mình đánh mất một chiến lực cực đại. Mà hai đại bổ thiên thần nhân tranh chấp lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là cơ hội đối phó với đạo vương tốt nhất. Nếu như địa ngục rất nhiều hoàng đạo cực cảnh cùng đế cảnh cương giả đồng loạt ra tay, không thể nói trước liền có thể diệt trừ đạo vương. Bất quá là không ai dám can đảm động thủ, bởi vậy chư thiên vạn giới cũng không phải là chỉ có đạo vương cùng thiên đao hai bổ thiên thần nhân này, trừ bọn họ ra còn có hồ thiên bảy bổ thiên thần nhân khác. Ai cũng không biết nếu như bọn hắn công kích, bọn người hồ thiên lão tổ sẽ xuất thủ hay không. Hiện tại còn không phải thời điểm quyết chiến. Lý Sửu đạo hữu, không cần lo lắng pháp bảo của ngươi đâu. Sâm La Ma Đế hiện ra ở bên cạnh hắn, ha ha cười nói. Thần Hoàng cũng sẽ không chết đâu. Một trận chiến này, chuyện xấu rất nhiều. Có thứ để xem rồi. Theo ta được thấy, đạo vương chỉ sợ cũng sẽ ăn phải cái thiệt thòi lớn thôi. Ly Sử Ma Hoàng liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, ân cần nói. Phần thân bị giết, chúng ta đều tổn thương rất nhiều pháp lực. Phần thân của đạo huynh ngươi bị chết thêm nữa. Đối với thực lực của ngươi có ảnh hưởng hay không? Sâm La Ma Đế lắc đầu cười nói. Ồ, chín châu mất một sợi lông mà thôi. Ly Sử Ma Hoàng trong nội tâm hoảng sợ. Sâm La Ma Đế trước trước sau sau chết hơn 50 ma quân phân thân, trong đó càng có mấy tôn là đại viên mãn ma quân, mà hắn nói dĩ nhiên là chín châu mất một sợi lông. Chỉ là mấy phân thân, không coi là cái gì cả. Sâm La Ma Đế mặt mày hớn hở nói. Để cho ta vui vẻ nhất vẫn là huyền thiên tiểu quỷ kia chết đi. Tiểu quỷ này mỗi ngày ở trước mặt lão tử nhảy lên nhảy xuống, làm ra họa này làm ra họa kia, hiển nhiên một bộ tìm đường chết mà. Hết lần này tới lần khác như thế nào cũng không làm gì được hắn cả. Hôm nay cái tên này dẫn xuất quang vũ kỳ kiếp đến, phóng thích trái tim cổ tiên, cuối cùng mang đến họa diệt thân, chết rất có ý nghĩa, bị chết đại khoái nhân tâm mà. Ly Sử Ma Hoàng thầm nghĩ. Huyền thiên giáo chủ, họa tối đa đấy, chỉ sợ vẫn là ngươi thôi. Đạo huynh ngươi bị hắn họa mất phân thân, chỉ sợ có thể tạo thành một chi thần ma đại quân rồi. Bất quá Sâm La đạo huynh nói, một trận chiến này còn có chuyện xấu hơn. Chuyện xấu đến cùng là ở nơi nào? Chẳng lẽ... Địa ngục cùng chư thiên đã thông, hắn đứng ở phía trên địa ngục Minh Hải, nhìn ra xa vạn giới, nhìn về phía ở chỗ sâu trong huyền minh nguyên giới, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ là hắn sao? Bên trong huyền minh nguyên giới, khỏa trái tim cổ tiên kia càng ngày càng nhỏ, rút cục hóa thành hình người, hóa thành một thiếu niên áo vàng, bồng bềnh đung đưa, đứng ở nơi đó, trực diện hai đại thần nhân chiến đấu dư âm. Từng đạo hồng mông từ bên cạnh hắn thổi qua, vô luận là bổ thiên thần nhân chiến đấu dư âm hay là hỗn độn hồng mông đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Hắn cũng không có hướng đạo vương mà ra tay. Mà Ly Sử Ma Đế còn chứng kiến bên ngoài huyền minh nguyên giới đang có một thiếu niên áo vàng khác nữa cất bước đi tới. Hai thiếu niên giống nhau như đúc, khí tức giống nhau nhưng lại có chỗ bất đồng. Về phần có chỗ nào bất đồng, hắn cũng không nói ra được. Người bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Đạo vương nhìn thiên đao lão tổ ở dưới tay hắn thổ huyết. Mặc dù là thiên đao lão tổ, mặc dù là thiên đạo chí bảo, cũng khó có thể cùng hắn chống lại, lắc đầu nói. Quay đầu lại, ta và ngươi y nguyên có thể kể vai chiến đấu hay sao?
Ta và ngươi như cũ, có còn là đạo hữu cùng chung chí hướng hay sao? Thiên Đao, ta biết rõ ngươi tâm tính tinh khiết, không phải người có thể bố cục thiên hạ. Ngươi trở thành đao trong tay người khác, chỉ cần ngươi quay đầu lại là... Không, ta quay đầu lại không được nữa rồi. Thiên Đao lão tổ, đao khí tung hoành, hai phần thiên đao giao thoa, mở ra hồng mông, từng đạo hào quang hiện lên, liền gặp ánh đao lướt qua. Đại thế giới, từ trong ánh đao hiện ra, một đao tự hồ có thể khai thiên tích địa, từ trong hồng mông cắt ra một thế giới. Chỉ là tùy ý đao của hắn cường đại như thế nào, sắc bén ra sao, cũng không cách nào cùng song trưởng của đạo vương so sánh. Đạo vương im lặng, giơ tay nhấc chân, đánh bại nguyên một đám ánh đao thế giới. Lực lượng vô địch từ thiên đao truyền vào trong cơ thể Thiên Đao lão tổ, chấn động nhục thể của hắn, chấn tổn thương đại đạo cùng thần tính của hắn. Đao của ngươi độn rồi, ngươi bỏ niêm phong đi. Trong ánh mắt đạo vương tràn đầy không nỡ bỏ, nói khẽ: chỉ có thoát ly thiên đao chế buộc, chém hết thảy ràng buộc, người mới có thể khôi phục đến thiên đao lão tổ thời kỳ huy hoàng. Đao của ngươi mới có thể sắc bén, mới có thể gây tổn thương được ta được. Bằng không thì ta cùng với một thiên đao lão tổ cầm đao cùn trong tay giao thủ cũng không thú vị gì. Trong nội tâm của ta chỉ biết lưu lại tiếc nuối mà thôi. Ngươi bỏ liêm phong, chém dụng chói buộc cùng ràng buộc, hoàn toàn tách ra chiến lực của ngươi, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất kia tiến đưa ngươi đi, không uổng công chúng ta thương ra một hồi. Quanh thân thiên đao lão tổ đã rách nát, đạo vương tay không tấc sắt, mà hắn thì có hai phần thiên đao, trong đó một kiện là hoàng đạo cực binh của hắn, một kiện khác là thiên đạo chí bảo. Thế nhưng ở dưới đạo vương công kích đến, vô luận là hoàng đạo cực binh hay thiên đạo chí bảo đều không thể bảo hộ thiên đao, để cho hắn không ngừng lọt vào trọng thương. Mà hai phần thiên đao của hắn thủy chung không thể làm bị thương đạo vương. Đúng như đạo vương nói, đao của hắn cùn rồi, tuy đao quang của hắn như trước sáng ngời như gương, lưỡi đao như trước nhìn như sắc bén vô cùng, thế nhưng trong lòng của hắn đao đã cùn. Bỏ niêm phong ngư, bỏ niêm phong sao? Thiên Đao lão tổ cười ha ha, mỉa mai nói: ngươi không sợ sau khi ta bỏ niêm phong, thiên đạo sụp đổ tan rã, để cho địa ngục cắn nuốt chư thiên thiên đạo ta hay sao? Không, ngươi yên tâm. Trong ánh mắt của đạo vương toát ra cảm xúc phức tạp, nói khẽ: ta ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi thiên đạo của chư thiên vạn giới được. Chư thiên vạn giới sẽ trở thành chính thống của vũ trụ mới kia. Ngươi yên tâm mà cởi bỏ phong cấm, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất kia mà tiến đưa ngươi đi. Như vậy, mỗi khi ta nhớ tới ngươi, nhớ lại vẫn là thiên đao kinh thái tuyệt diễm, có thành tâm thành ý kia, mà không phải một thiên đao nhìn không ra tướng mạo sẵn có như này. Bệ hạ, ngươi rốt cuộc không nhìn được thiên đao như vậy nữa rồi. Thiên Đao lão tổ cười to, hai phần thiên đao bộc phát ra hào quang kinh thế, như là hai cánh hồ điệp. Hai cánh triển khai, bích thủy trời xanh, đại lục hùng sơn từ hai bên ánh đao tách ra, sáng lạn vô cùng. Sau khi ta chết đi, thiên đao sẽ thất truyền. Hồ điệp hai cánh chém về phía đạo vương, đem đạo vương bao phủ. Tiên âm chấn động, đạo vương bay ra một trường, xuyên thấu hai cánh hồ điệp, khắc cả trên đầu thiên đao lão tổ. Ánh đao sáng lạn từ hai bên cánh đánh tới, dừng lại ở trên cổ đạo vương. Đây mới thực sự là tiên đạo hay sao? Đạo huynh, người đúng là vẫn còn trước chúng ta một bước cả, trở thành thần trung tiên. Nếu như không phải cái thiên đạo này bị nghiền nát, người sớm lên phi tiên mà đi rồi. Trên mặt thiên đao lão tổ lộ ra dáng tươi cười giải thoát, vứt bỏ đao trong tay, bắt lấy đầu vai của đạo vương. Hắn thất khiếu đổ máu, khẩn cầu nói: đạo huynh, không nên giết thê tử của ta, nàng là người vô tội, nàng cái gì cũng không biết được. Sắc mặt đạo vương không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, hai hàng nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, yên lặng gật đầu. Thiên Đao lão tổ mỉm cười rồi biến mất. Đạo vương giật mình, đứng ở trước thi thể lão hữu của mình, hai tay run rẩy. Trong giây lát, thần quang vọt tới bao phủ toàn thân của hắn, để cho người rút cuộc không cách nào chứng kiến biểu lộ bộ mặt của hắn. Chỉ thấy thần quang kia có chút rung chuyển, tựa hồ bên trong thần quang có người che mặt im ắng mà khóc thảm thiết. Vì chư thiên, hắn giết chết bằng hữu tốt nhất của hắn. Một thiếu niên áo vàng đi vào trong huyền minh nguyên giới, hai vị thiếu niên đi cùng một chỗ, sau đó liền dung hợp, chỉ còn lại có một người.
thế nhưng khí tức của thiếu niên áo vàng này so với lúc một mình kia cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đáng thương, thật đáng tiếc. Thiếu niên áo vàng nói khẽ. Đạo vương đột nhiên quay người, trong thần quang, lưỡng đạo tinh mang bắn ra như là thần diễm rừng rực nhất, rơi vào trên người thiếu niên áo vàng này. Vì cái gì đáng thương, vì sao đáng tiếc đây? Hắn phản bội chư thiên, phản bội vạn giới, phản bội đạo tâm của mình, chết chưa hết tội. Thiếu niên áo vàng lơ đễnh mỉm cười nói. Ta nói là ngươi đáng thương kìa. Ngươi có tài hoa vô biên, có lực lượng cái thế, có thực lực hóa tiên, lại lâm vào bên trong nhân quả, dây dưa thành lưới, đem mình chăm chú trói buộc lại, không cách nào khiêu thoát ra ngoài được. Mỗi lần phá vỡ một đầu tơ, mỗi lần cởi bỏ một đầu tuyến, lòng của ngươi liền bị thương một phần. Tương lai lòng của ngươi chỉ biết càng ngày càng tổn thương, chẳng phải là đáng thương, đáng tiếc hay sao? Đạo vương lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói. Huyền Đô, nói những thứ này cũng vô dụng. Ngươi không chịu thoát kiếp đi, hôm nay ta lại đem ngươi trấn áp xuống vậy. Ngươi nên biết ta có thực lực này. Thiếu niên áo vàng lắc đầu, dẫn theo đỉnh trận trong tay mà cười nói. Ngươi muốn khống chế hết thảy, thế nhưng từ 5.400 vạn năm trước kia hạo kiếp bắt đầu, ngươi liền chưa từng có khống chế qua hết thảy. Kiếp số của ta đã đủ rồi, ngươi rút cuộc chấn áp không được ta. Trừ khi ngươi triệt để giải phóng chiến lực của ngươi. Bất quá ngươi giải phóng chiến lực, đạo Kim Ngọc Ban không người chấn áp, Hoàng Tổ cũng không có người chấn áp được. Ngược lại sẽ loạn càng thêm loạn. Đạo vương quanh thân tiên quang xôi trào, một mảnh tiên đạo dài hẹp bay múa, đánh về phía thiếu niên áo vàng. Đây mới thực là tiên đạo, thủ đoạn tiên gia chính thức. Mỗi một loại đại đạo đều ẩn chứa tri thức cùng giải thích, mặc dù là thần đế, hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng không cách nào lý giải. Thiếu niên áo vàng mặt mỉm cười, giơ lên đỉnh trượng, vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Một mảnh tiên đạo dài hẹp quấn quanh ở phía trên đỉnh trượng. Tiên quang bay múa, tiên đạo cộng minh. Đạo vương tiên đạo vậy mà áp chế đỉnh trượng, mang theo uy năng vô biên, hướng thiếu niên áo vàng mà áp tới. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to vang lên. Xa xa, Lan Lăng thần hoàng vừa sải bước ra, thân hình run lên, hồng mông chấn động. Hồng mông tử khí vô biên ở quanh thân hắn bắt đầu khởi động. Thân thể của hắn trở nên vô cùng to lớn, cao ngạo, khủng bố, giống như tiên thiên thần ma. Thậm chí cho người cảm giác hắn so với tiên thiên thần ma nâng lên nguyên một đám thế giới, ngao du trong vũ trụ hư không còn cường đại hơn. Hắn là hoàng bên trong tiên thiên thần ma, là đế bên trong tiên thiên thần ma. Hồng mông tử khí ở quanh thân hắn hình thành tiên thiên bát cảnh, tám loại hỗn độn dị tượng mang theo thiên địa lui tránh chi uy oanh hướng đạo vương. Đạo vương đoán không kịp, bị tiên thiên bắt cảnh hung hăng oanh ở trên người, đánh bại thần quang nặng nề, trong thần quang tuôn ra từng vết máu. Tiên đạo của hắn đối kháng với đỉnh trượng của thiếu niên áo vàng, tu vi bản thân cũng không có hoàn toàn trắng phóng, phần lớn tu vi pháp lực là dùng để chống cự đạo Kim Ngọc Bàn xâm nhập cùng chấn áp Hoàng Tổ. Lại không ngờ tình huống như vậy, thế cho nên ăn phải thiệt thòi. Thần quang quanh thân đạo vương bị đánh tan, một cái tay khác giơ lên, từng loại hoàng đạo bộc phát ra, đỡ tiên tiến bắt cảnh công kích. Hắn nhẹ giọng nói. Lan Lăng thần hoàng ư, ta hắn gọi ngươi là bắt cảnh thần hoàng mới phải. Ồ, đạo vương, ngươi khuyên thiên đao giải phóng phong ấn bản thân, ta cũng muốn khuyên ngươi một lần như vậy. Khí tức của Lan Lăng thần hoàng càng thêm mãnh liệt, chiến lực gần tiên hoàn toàn trắng phóng. Hắn giống như thần đế ra đời trong hỗn độn, trường thanh cười một tiếng, hỗn độn đạo âm liền có uy lực sát phạt khôn cùng. Ngươi hiện tại chính là một phế nhân tự trói hai tay, cùng người như ngươi giao thủ thật sự không thú vị. Hắn lần này xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là nhiều ma hoàng, ma đế bên trong địa ngục đang mật thiết xem chiến cũng không khỏi kinh kêu ra tiếng. Duy chỉ có Xâm La ma đế, lão thần khắp nơi, tự hồ sớm biết Lan Lăng thần hoàng có sức mạnh to lớn như thế. Ở trong địa ngục, Lan Lăng thần hoàng vẫn không lộ ra ngoài, luôn là một bộ không tranh quyền thế. Lưu Sửu chư hoàng cho rằng hắn là phòng bị Xâm La ma đế, để tránh bản thân quá xuất sắc mà gặp phải Xâm La ma đế ám toán. Thân là ma hoàng ma đế giả nua, ám toán một nhân tài mới xuất hiện là chuyện tình thường xảy ra. Dù sao nhân tài mới xuất hiện quật khởi sẽ uy hiếp được địa vị thống trị của mình, thậm chí nghịch tập hành thích vua. Mà nhân tài mới xuất hiện quá mức xuất sắc
cũng rất dễ dàng gặp nạn. Lịch đại ma hoàng ma đế cũng đã từng trải qua loại chuyện này. Bất quá bọn hắn không ngờ rằng chính là Na Lăng thần hoàng giấu giếm phong mang, căn bản không phải là vì phòng bị Sa La ma đế, mà là vì phòng bị đạo vương chúng bổ thiên thần nhân. Hắn ở trong địa ngục quật khởi, giống như là một tiểu nhân vật có tuyệt thế chư tư từng bước đi lên. Nhìn lại cân nhắc, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thậm chí từ trên người con hắn Lan Lăng Liệt cũng nhìn không ra dấu vết nào của Lan Lăng thần hoàng. Mặc dù Lan Lăng Liệt có tài kinh thế, nhưng Lan Lăng thần hoàng không có truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp cao thâm gì, mà là để cho Lan Lăng Liệt tự ngộ đi ra đạo lộ của bản thân. Vốn lưu sử chư hoàng chư đế cho là Lan Lăng thần hoàng dạy con có cách, bây giờ nhìn lại hắn là lo lắng có người từ trên người Lan Lăng Liệt nhìn ra chân ngựa của mình. Lan Lăng thần hoàng không thể bảo là không cẩn thận, từ đầu đến cuối hắn cũng không có lộ diện. Mặc dù hắn là nhân vật sai sử phía sau màn địa ngục, trưởng khống đại cục, nhưng thủy chung chỉ cùng Xâm La liên lạc. Bát cảnh thần hoàng, ngươi ẩn tàng hơn 5.000 vạn năm. Hơn 5.000 vạn năm trước, ngươi tiến vào Đô Thiên, cưỡng đoạt luyện thiên đại trận của Đô Thiên đạo huynh, kết quả bị Đô Thiên đạo huynh ám toán. Thế nhưng ta biết ngươi không có chết đi. Đạo vương như cũ thúc giục chín đại tiên đạo chấn áp thiếu niên áo vàng, một tay khác đối kháng Lan Lăng thần hoàng công kích. Hắn lạnh nhạt nói: bởi vì tồn tại từ trong hỗn độn ra đời, làm sao có thể dễ dàng liền chết như vậy được. Ngươi có thọ nguyên gần như vô tận, 5 tháng căn bản không cách nào ăn mòn ngươi. Ngươi không phải là bổ thiên thần nhân, nhưng hơn hẳn bổ thiên thần nhân. Kể từ khi biết địa ngục để luyện ra thiên đạo địa ngục, luyện thành Minh Hải vạn ngục ấn, thiên đạo chí bảo bậc này, ta liền biết ngươi ở sau lưng phát động trường hạo kiếp này. Ngươi là ma đế trong địa ngục, lo lắng cổ tiên hạo kiếp lan đến gần địa ngục, lúc này mới tương trợ chúng ta cùng chung chấn áp huyền đô cổ tiên. Trong 13 người sống sót liền có ngươi. Ngươi sẽ không chết đi, lại bị Đô Thiên đạo huynh đánh nát thân thể, ẩn nặc hơn 5.000 vạn năm, thay hình đổi dáng. Ta làm sao có không đề phòng ngươi được. Đạo vương chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản, đột nhiên hét lớn: ứng long ở đâu? Một đỉnh đầu khổng lồ đột nhiên thăm dò vào trong huyền minh nguyên giới. Đây là một viên đầu rồng, trong miệng ngậm lấy một ngụm bả chuông to lớn không gì so sánh được. Đó là đỉnh đầu của ứng long lão tổ cùng thiên đạo bả chuông của hắn. Cạch! Ứng long hàm chuông, thiên đạo bả chuông chấn động, oanh hướng Lan Lăng thần hoàng, chấn đến hồng mông sôi trào. Thân thể ứng long lão tổ bơi vào huyền minh nguyên giới, hàm chuông mà bơi, nửa cá long thân giống như đại mãng khuấy phá, khuấy hỗn độn hồng mông. Thiên đạo bả chuông chấn động không dứt. Cùng lúc đó, móng nhọn của hắn bay tới, oanh hướng Lan Lăng thần hoàng. Thiên dực sau lưng triển khai, giống như từng thanh lợi đao pang pang mà chém xuống. Hắn là thần chiếu đệ nhất chiến tướng của đạo vương lúc cổ tiên hạo kiếp, dũng mãnh vô cùng, đối với đạo vương trung thành nhất, bất cứ chuyện gì cũng là hắn người đầu tiên nhào lên. Lần này Lan Lăng thần hoàng lộ diện, hắn cũng là người đầu tiên giết ra. Lòng ngu xuẩn, đối với đạo vương trung thành như vậy, người tiếp theo gặp nạn chỉ sợ chính là ngươi rồi. Lan Lăng thần hoàng khẽ cười một tiếng, tiên thiên bất cảnh đột nhiên biến đổi, 8 cảnh dung hợp hóa thành nửa cái hỗn độn tiên đạo, còn dư lại một nửa là tiên thiên bất cảnh, áp chế thiên đạo bà chuông cùng ứng long lão tổ. Khó tu luyện nhất chính là hỗn độn tiên đạo, loại tiên đạo này uy năng còn trên tiên đạo khác là hồng mông đại đạo, sau khi tu luyện tới hoàng đạo cực cảnh lột xác ra. Nhưng Lan Lăng thần hoàng đã luyện thành nửa khuyết hỗn độn tiên đạo, có tiềm chất tiến quân hỗn độn tiên nhân. Mặc dù ứng long lão tổ tiến lên thiên đạo bà chuông cũng không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt đạo vương lạnh nhạt như cũ, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên áo vàng nói: người mới vừa nói ta không cách nào chấn áp ngươi, không cách nào trường khống hết thảy phải không? Mà bây giờ ta như cũ có thể đem ngươi chấn áp đi. Ngươi thật sự không cách nào trường khống hết thảy được. Sắc mặt thiếu niên áo vàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ thấy lại có một thiếu niên áo vàng đi vào huyền minh nguyên giới, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Sau đó là thiếu niên áo vàng thứ hai, thứ ba. Trừ những cái đó ra, còn có vô số pháp bảo mảnh nhỏ không ngừng phá vỡ hư không, cùng đỉnh trượng trong tay của hắn mà tưng dung. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. Sắc mặt đạo vương biến hóa, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trong nhiều thế giới địa ngục khống chế, 3 thân ảnh dị thường cường đại ở nơi đó hoành hành.
giết xuống trong địa ngục đại quân, đem vô số viên chủ tinh mà đánh nát. Một ma thần đầu sinh song giác vĩ ngạn đi vào đại phong nguyên giới, vô số địa ngục thần ma đánh tới, chỉ thấy tôn ma thần vĩ ngạn này thân thể lay động. Chiến minh cự thú giống như con giận từ trong cơ thể hắn điệt xuất ra, hóa thành cự thú triều dâng, tạo thành từng cái trận pháp, thắt cổ đánh sâu vào địa ngục đại quân, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà tôn ma thần vĩ ngạn cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, nặng nề vừa bổ, bổ ra đại phong nguyên giới chủ tinh, lộ ra chủ tinh, tinh hạch chấn áp, nửa bàn tay cùng nhiều phong ấn. Huyền Đô, ta lấy cự thú huyết tế ngươi, để ngươi khôi phục chiến lực kia. Ma thần vĩ ngạn kia chính là Chiến Thiên Ma Tôn. Bất quá lúc này, Chiến Thiên Ma Tôn hiển nhiên đã rất tinh tiến, tăng lên tới tầng thứ ma quân, sâu không lường được. Vô số chiến minh cự thú nuốt trọn địa ngục ma quân, lại ăn hết vô số viên tinh thần, hóa thành ngàn vạn cự thú. Thình thịch, thình thịch. Ngàn vạn cự thú nổ tung, hóa thành huyết vụ, chen chúc hướng nửa bàn tay kia chui vào. Nửa bàn tay này bị phá vỡ, từng cái phong ấn, gào thét bay ra, hóa thành một thiếu niên áo vàng, cất bước đi về phía huyền minh nguyên giới. Mà ở một tòa thế giới khác, Hạm Đạm Yêu Tôn thúc giục một ngụm đại đỉnh, thôn phệ luyện hóa vô số ma thần cùng tinh cầu. Bản thể thì hóa thành Hạm Đạm Hoa, quay tròn chuyển động, cắn nát một mảnh rồi lại một mảnh tinh không, đem chủ tinh tòa thế giới này cũng quấy đến phấn toái. Tu vi thực lực của nàng cũng là tiến nhanh, tu thành yêu quân, tiến vào bên trên chủ tinh tinh hạch. Nơi này chấn áp một mảnh nhỏ của tạo hóa tiên đỉnh, phía trên có lịch đại thần đế phong ấn, bị nàng mạnh mẽ phá vỡ, mảnh nhỏ bay lên. Theo thiếu niên áo vàng, chính là một cuộc tiên duyên lớn lao, vô luận là Chiến Thiên Ma Tôn hay Hạm Đạm Yêu Tôn cũng được chỗ ích không nhỏ. Huống chi bản thân hai người này chính là hung thần, chiến lực khôn cùng, thực lực cường đại, vượt xa thần tôn, ma tôn. Hôm nay chiến lực của hai người bọn họ chỉ sợ đạt tới thần quân đỉnh cao, thậm chí thần quân đại viên mãn. Vù! Một chiếc quỷ thuyền bay vào tuyết nhai thế giới. Trên quỷ thuyền, một thần đế quanh thân quỷ khí tùm, bên cạnh đứng từng tôn thần quan thần tướng đã hóa quỷ, khống chế u đế quỷ thuyền đụng nát chủ tinh, đem các đời thần đế phong ấn đụng vỡ. Đạo vương, tàn thân của ta hơn phân nửa bộ phận như cũ vẫn bị chấn áp ở trong vạn giới kia. Sau khi chiến lực của ngươi giải phóng phong bế, như cũ có thể chấn áp được ta. Thiếu niên áo vàng sắc mặt lạnh nhạt nói, bất quá ngươi giải phóng, đạo kim ngọc bàn sẽ thất khống, sẽ bị minh hải vạn ngục ấn thôn phệ. Hoàng tổ thất khống, ngược lại sẽ để cho ta nhanh thoát khốn hơn. 13 người các ngươi tâm không đồng đều, hơn 5.000 vạn năm thời gian để cho lòng của các ngươi mục nát rồi, các ngươi chấn áp ta không được nữa đâu. Đạo vương, ngươi lựa chọn như thế nào đây? Sắc mặt của đạo vương biến hóa, cuồn cuộn nổi lên hai cái thiên đao, xoay người liền đi. Cạch! Ứng long hàm chuông, tiếng chuông chấn động, long cùng chuông cũng biến mất không thấy gì nữa.